Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa đó lớp 1 tập 2 kết nối tri thức. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 40 ôn tập hình học và đo lường trang 100. Ôn tập về hình học. Bài số 1. Những hình nào dưới đây là khối lập phương? Khối lập phương là một khối có 6 mặt đều là hình vuông. Được không? Dài khối này này à. Như vậy chúng ta nhận biết là bằng cách nào cái mặt phía trước này nó là một cái hình vuông à. Cái này cái mặt phía trước nó là hình chữ nhật không phải, cái này là mặt phía trước hình chữ nhật cũng không phải, đây cái này là mặt phía trước nó cũng là hình vuông nhưng mà người ta họ để nó xíu xíu nó lên cái này à. Như vậy hai hình. Câu B, những hình nào dưới đây là khối hộp chữ nhật? Khối hộp chữ nhật nó cũng là có 6 mặt à, nhưng mà 6 mặt đều là hình chữ nhật. Đây câu A, chúng ta mới nhìn vô chúng ta thấy cái mặt phía trước này nó là hình chữ nhật à. Thế vậy là cái này là hình trụ, còn cái này đấy. Đúng ra thì cái này nó phải hình chữ nhật nha, cái này nó hơi giống hình vuông rồi, còn cái này nó không phải. Bài số 2, xem hình sau rồi tìm số thích hợp. Đây người ta họ cho một cái hình này là người ta họ cho cái hình bên này, người ta yêu cầu là đếm cái số hình. Thế là đây là một cái hình vuông thì người ta yêu cầu đếm bao nhiêu cái hình vuông màu xanh. Đây cái đầu này 1 này, 2 này, 3 là 3 cái hình vuông. Hình này là hình chữ nhật màu đỏ, 1 nè, 2 cái tay này, 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, cái cổ là 6 nè, cái mình là 7 nè, cái này là 8 à. Rồi hình trâu. Hình trâu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi hình tam giác màu xanh lá cây, 1, 2, 3. Này có 3 cái à. Chúng ta qua bài số 3. Lấy chính que tính xét hàng hình bay à. Như vậy này thôi chúng ta, thầy không có que tính này thôi khỏi nha. Câu B, hình bay có mái hình tam giác. Rồi chúng ta đếm nè, 1 hình nè, 2 hình nè, 3 hình nè, 4 hình. Và cái hình ở ngoài nữa, từ đây lại đây xuống đây. Như vậy là 5 hình tam giác. Câu B, nhắc ra hai que tính để hình cầu có hai tam giác. Vậy chúng ta sẽ bỏ ra hai que. Rồi chúng ta sẽ bỏ ra hai que ha. Bỏ ra hai que chỉ còn lại có hai hình thôi. À, giờ thầy bỏ ra que này. Nè, và thầy bỏ que này. Đó. Rồi như vậy là còn lại bao nhiêu hình đây? Một hình, hai hình. À, còn có hai hình, rồi bỏ hai que này, hoặc là bỏ hai que bên này, hoặc bỏ hai que bên này à, cũng được ha. Chúng ta qua bài số 4. Tìm hình thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi. Chúng ta sẽ chọn A, B, C hay là D. Này là hình vuông à, hình vuông nhưng mà người ta họ để nghiêng à, để dựng đứng nó dựng lên. Tam giác là tới hình tròn, là tới hình chữ nhật, rồi quay lại đó, quay lại cái chu kỳ, rồi nó là quay lại cái chu kỳ này, rồi ngay chỗ này là chúng ta cái hình này rồi tới cái hình tam giác là tới hình tròn, là tới hình chữ nhật. Như vậy cái này là tới tam giác, hình tròn tới hình chữ nhật. Hình chữ nhật là câu D nào. Câu B,
Copy chúng ta thấy nè, cái hình màu vàng, màu vàng nè. Rồi cái này cái màu vàng tới màu vàng. Như vậy thì cái này chúng ta thay xem này, màu vàng rồi tới cái này, cái màu xanh rồi tới màu cam. À, như vậy tới màu cam. Rồi màu đỏ rồi tới màu màu xanh đó. Đỏ rồi tới tới xanh. Xanh là câu C. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.